Chào các ông, các bà. Hôm nay tôi muốn thực hành tiếng Việt của tôi. Nên tại sao? Tại vì tôi nghĩ rằng học tiếng Việt rất vui. Nên đủ cho tôi nghĩ như vậy. Tôi cũng thấy tiếng Việt khó lắm. Nên đủ cho tiếng Việt khó, tôi sẽ cố gắng học. Tôi học tiếng Việt khoảng một tháng. Thế thì tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn cần thực hành tiếng Việt của tôi. Khi tôi muốn thực hành tiếng Việt của tôi luôn luôn đi chat room của nước Việt Nam. Tại vì tôi luôn luôn muốn nói chuyện với người Việt Nam để hiểu nước này. Tốt lắm. Bây giờ tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Chuột. Tôi là người Mỹ và tôi sống ở Columbus, thủ đô Ohio. Tôi cũng sinh viên và tôi đang học Trung Quốc. Tôi cũng lập gia đình nên vợ tôi không phải là người Việt Nam. Vợ của tôi là người Taiwan. Đỡ cho tôi lập gia đình rồi, nên chúng tôi chưa có con nhỏ. Tốt lắm. Bây giờ tôi phải đi. Cảm ơn, hẹn gặp lại.